Thưa quý vị, trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ đạo các địa phương tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành hai đợt. Trong đó, đợt 1 diễn ra từ ngày 7 và ngày 8 tháng 7 năm 2021, dành cho các thí sinh không ở những nơi bị phong tỏa hoặc là thực hiện cách ly xã hội và các thí sinh không thuộc nhóm đối tượng F0, F1, F2 theo phân loại của ngành y tế. Đợt 2 dành cho các thí sinh chưa thể tham gia kỳ thi trong đợt 1 và do Bộ Giáo dục Đào tạo quyết định sau khi đã có danh sách từ các địa phương báo về. Hôm nay 6 tháng 7, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Đính chính sai sót và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi, sẵn sàng cho kỳ thi vào ngày mai. Dù vừa phải chuẩn bị cơ sở vật chất thi cùng với phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cho thí sinh, nhưng đến thời điểm này, tất cả các hội đồng thi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho một kỳ thi an toàn và nghiêm túc. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Bà Rịa Vũng Tàu có gần 13.300 thí sinh dự thi. Sở Giáo dục Đào tạo đã bố trí 563 phòng thi và 42 phòng chờ tại 22 điểm thi, bao gồm cả điểm thi tại huyện Côn Đảo. Các điểm thi được đặt tại các trường trung học phổ thông, đảm bảo về cơ sở vật chất và an toàn cho kỳ thi. Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã chỉ đạo các trường trung học phổ thông trong tỉnh chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi. Tất cả các phòng ốc đều được sửa sang, bàn ghế khang trang, đầy đủ, sạch và đảm bảo tổ chức một kỳ thi an toàn. Nhà trường cũng đã chuẩn bị tất cả mọi việc như là chuẩn bị máy đo thân nhiệt, rồi là khẩu trang y tế, nước xịt khuẩn. Các khâu chuẩn bị đến bây giờ là đã hoàn thiện. Bên cái hệ thống phòng cháy chữa cháy là bên nhà trường cũng đã kiểm tra. Các điểm thi trong tỉnh đều được phun xịt sát khuẩn, vệ sinh môi trường, bàn ghế sạch sẽ. Các trường cũng trang bị nước rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, khẩu trang. Đồng thời bố trí lối đi riêng, khu vực ngồi chờ riêng cho các thí sinh có thân nhiệt cao hoặc có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe. Ngoài các phòng dành cho các thí sinh ngồi chờ thi các môn trong tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, mỗi điểm thi đều bố trí thêm từ 3 đến 4 phòng thi dự phòng. Theo báo cáo của Sở Giáo dục Đào tạo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 1 học sinh thuộc diện F2, 3 học sinh ở trong khu vực bị phong tỏa. Do đó, 4 học sinh này sẽ phải thi vào đợt 2 theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Đến ngày 4 tháng 7, 100% thí sinh và cán bộ giáo viên coi thi trên địa bàn toàn tỉnh đã được xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Đây là lần thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh, nên các điểm thi đều đã có kinh nghiệm hơn so với năm trước. Đặc biệt, công tác tập huấn và diễn tập trước đó đã giúp các hội đồng thi cũng như cán bộ coi thi chủ động hơn với những tình huống khẩn cấp hoặc khi thí sinh tham gia dự thi có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Kiểm tra công tác chuẩn bị cho cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tôi thấy rằng về cơ sở vật chất thì ngành giáo dục và các ngành liên quan cũng đã chuẩn bị đảm bảo. Riêng về cái chỗ công tác phòng chống dịch thì các kế hoạch đưa ra đều đảm bảo. Chúng tôi cũng bố trí những cái phòng dự phòng để khi có vấn đề thì đưa các em vào đây để làm bài, hoặc là những trường hợp khẩn cấp thì chúng tôi có phương án xử lý. An toàn phòng chống dịch bệnh khi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được coi là nhiệm vụ đặt lên hàng đầu cho các địa phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các điểm thi phải giám sát, tăng cường đảm bảo an toàn đề thi, nâng cao bảo mật, tránh bị lộ đề trước khi thi. Tất cả mọi việc đã sẵn sàng vì một kỳ thi an toàn và sức khỏe người học và cán bộ coi thi là số 1. Việc chuẩn bị các cái lực lượng dôi dư, các lực lượng dự phòng về đội ngũ giáo viên để đủ năng lực để tiếp tục khi mà có những tình huống bất thường thì có thể có những cái phương án để bố trí triển khai. Sự chuẩn bị chú đáo, kể cả những phương án dự phòng về cơ sở vật chất hay các tình huống bất thường, sẽ là yếu tố quan trọng giúp cho thí sinh và cả cán bộ coi thi ngày mai bước vào kỳ thi với tâm thế an tâm.